Ngày 23 tháng 12, ông Phạm Văn Điệp, 45 tuổi ở phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh một cá thể mèo rừng. Theo đó, gia đình ông Điệp nuôi một đàn gà trước đó rất bình thường, nhưng một tháng nay thì gà mất liên tục. Ông Điệp nghi ngờ có con vật gì đó đã bắt gà ăn nên đã đặt bẫy để gần chuồng trại để bắt con vật lạ. Sau 2 ngày đặt bẫy, ông Điệp bắt được một con vật giống con mèo. Qua tìm hiểu trên mạng, ông phát hiện đây là mèo rừng nên báo cho lực lượng kiểm lâm để tiếp nhận. Lực lượng kiểm lâm đã đến gây mê con mèo rừng trên để đưa về chăm sóc. Ban đầu, cơ quan chức năng cũng xác định đây là mèo rừng cái, nặng khoảng 1,8 kg. Tên khoa học là Rhinoceros benganensis, thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.